Và muốn muốn tập được cái pháp thiền này thì mình phải hiểu về cái cõi sống của các vị chư thiên, hiểu về các cái đời sống ở các cái cõi trời, các cái cõi thiên giới nó như thế nào thì mới thực hành thì được cái pháp thiền này. Đây cũng là một trong 40 cái pháp đề mục thiền định, nhưng mà nó là cái pháp thủy niệm chư thiên. Thế nào là thiền niệm chư thiên? Thiền niệm chư thiên là tưởng niệm đến năm cái pháp mà của các vị chư thiên. Các vị chư thiên tức là có những cái pháp như là đức tin, giữ giới, đa văn tức là nghe nhiều, bố thí và trí tuệ. Cái này tức là thứ nhất là đức tin, là các cái một cái vị mà chư thiên được sinh về cõi trời là do các vị ấy có những cái đức tin, có cái đức tin tức là tin vào những cái điều thiện này, tin vào những cái thiện việc. Một cái người làm việc thiện thì sẽ được hưởng những cái phước báo, và một cái người làm việc ác thì sẽ phải chịu cái quả báo khổ đau. Thế là một cái chúng sinh mà có cái đức tin như vậy, thì cái đức tin như vậy thì là cái người đấy là có cái nhân tố để sinh thiện. Thì cái người đấy người ta sẽ tránh những việc ác và làm những việc này, và khi chết người ta sinh về các cõi trời. Và là có những người thì người ta có cái sự giữ giới, đã bỏ việc ác làm việc này. Có cái người thì do nghe những cái thiện pháp nhiều, do được nghe giáo pháp, được giáo dục những điều này. Có những người thì do thực hành những cái thiện pháp như là bố thí, cung kính, phục vụ. Có cái người thì do có trí tuệ, biết phân biệt đúng phải, đúng sai, phải trái, chánh tà. Nhờ những cái công đức, những cái thiện nghiệp đấy mà sinh về các cõi chư thiên. Và đấy là những cái đức tính của các vị chư thiên, và những cái đức tính đấy cũng có ở nơi mình. Thì mình tưởng niệm như vậy thì gọi là pháp thiện niệm thiên. Thiện niệm thiên có đức tin, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí tuệ. Đây là năm cái đức tính của cái người thực hành pháp thiện niệm thiên. Và mình thực hành những cái pháp này tức là lấy chư thiên làm chứng, lấy cái chư thiên để chứng minh cho những cái điều, những cái sự thật này như vậy. Đấy, sự thật là người có đức tin thì được sinh về thiên giới, người giữ giới thì được sinh về thiên giới, người nghe nhiều được sinh về thiên giới, người bố thí được sinh về thiên giới, người có trí tuệ thì được sinh về thiên giới. Nếu mình mà có những đức tính như vậy thì mình có được sinh về thiên giới không? Mình cũng sẽ được sinh về thiên giới nếu như mình mà cứ muốn sinh về thiên giới. Thì ai làm chứng cho? Có chư thiên làm chứng. Ai làm chứng cho điều đó thì các vị chư thiên làm chứng. Mà các vị chư thiên thì ở đâu? Có thấy các vị chư thiên không? Các vị chư thiên ở trên trời, ở các cõi trời. Ở cõi trời là ở đâu? Có nghe mấy ông thầy cũng lại có lại 9 phương trời, lại 10 phương Phật không? Trời có mấy phương, có 9 phương trời không? Biết 9 phương trời là những phương nào? Bây giờ thì đầu tiên mình đi tìm hiểu về các cõi trời một chút đây. Sau đó mới hãng niệm đến các vị chư thiên, để các vị chư thiên này mới làm chứng cho mình được. Thế nào là các vị chư thiên là cõi trời? Thế nào là chư thiên? Chư thiên nọ có phải là các vị thiên thần, các cái vị thiên, chư thiên là các cái cũng là một cái chúng sinh, nhưng mà do có những cái thân sắc nó rất là vi tế, mà cái mắt thường mình không có nhìn thấy được, mắt thường thường thì những cái người bình thường không thấy được, nhưng mà có một số người vẫn tiếp xúc được với chư thiên, hoặc là có cái tâm linh sâu sắc ấy. Có cái tâm linh đặc biệt, người ta có thể giao cảm được với chư thiên, có thể nói chuyện được với chư thiên, và có người ta vẫn có thể nhìn được thấy hình dáng của chư thiên. Hoặc là những người mà hành thiền mà có được thiên nhãn thì có thể để quan sát được chư thiên. Và chư thiên thì có hai hàng chư thiên, là hàng chư thiên ở cõi trời và hàng phạm thiên. Chư thiên ở cõi trời dục giới, và các vị phạm thiên ở cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới.
chư thiên đê qua là các vị thiên ở cõi dục giới, còn các vị phạm thiên brahma là các vị thiên sống ở các cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Đấy là các cái hàng chư thiên. Tại sao lại gọi là chư thiên ở dục giới, mà tại sao lại gọi chư thiên sắc giới, mà tại sao lại gọi là chư thiên vô sắc giới? Để tìm hiểu cái đời sống của từng các cái cõi chư thiên một. Các chư thiên có rất là nhiều cái sự khác nhau. Thứ nhất là chư thiên ở cõi dục giới có 6 cõi, sao lại gọi là dục giới? Dục tức là những cái vị chư thiên tức là ở cái cõi dục, tức là có rất là nhiều cái tâm tham dục, cho nên là gọi là dục giới. Tâm tham ái đối với cảnh trần, như là năm căn nó tham đắm với năm cái trần cảnh, cho nên là gọi là dục giới. Còn các vị chư thiên ở sắc giới, vô sắc giới, người ta không có cái tâm trạng đấy, người ta không bị chi phối bởi những cái tâm gọi là bị tham dục đối với cái cảnh, đối với ngoại cảnh. Còn những cái chúng sinh ở cái cõi dục giới thì là những chúng sinh có cái tâm lý nó là tham dục đối với trần cảnh, tham dục nó là mình luôn luôn có cái tâm tham muốn đối với ngoại cảnh ở bên ngoài, đấy thì được gọi là dục giới. Thì cõi người cũng là cõi dục giới, và có là có các cái cõi chư thiên cũng là cõi dục giới. Thì những chúng sinh nào ở cái cõi dục giới đều có một cái tâm lý chung, đó là tham ái, tham đắm, đắm nhiễm, ưa thích, có cái tâm tham dục, dục vọng đối với lại cái trần cảnh. Trần là năm cái cảnh trần, sắc cảnh, cảnh sắc, cảnh thanh, âm thanh, cảnh hương, mùi, cảnh vị, là những cái cảnh đến thức ăn, cảnh xúc, những cái sự xúc chạm đến những cái chúng sinh ở cõi dục giới thì có cái tâm trạng đó là bị cuốn hút bởi cái ngoại cảnh, đó là do cái lòng dục vọng, được gọi là dục giới. Thì các cõi trời cũng được chia thành 6 cõi trời dục giới, đó là thứ nhất là cõi tứ đại thiên vương, thứ hai là cõi đao lợi thiên, ba cõi dạ ma thiên, thứ bốn là hóa lạc thiên, và thứ năm là tha hóa tứ đại thiên, thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, còn đâu số thiên là cõi thứ bốn. Đâu có trời đâu suốt là cái cõi thứ tư. Đâu suốt cõi thứ năm mới là hóa lạc thiên, và cõi thứ sáu mới là tha hóa tự tại thiên. Đấy là 6 cõi trời dục giới. Bây giờ tìm hiểu từng cõi trời một. Thế nào cõi tứ đại thiên vương? Tại sao lại gọi là cõi tứ đại thiên vương? Tứ đại, tứ tức là bốn, bốn đại thiên vương tức là bốn vị vua trời. Cõi trời có bốn vị vua trời thì được gọi là cõi tứ đại thiên vương. Này, tìm hiểu về cõi tứ đại thiên vương này rất là hay này. Tứ đại thiên vương là chư thiên ở cõi trời dục giới thứ nhất, cũng là tầng trời thấp nhất. Cái tầng trời thấp nhất nó có rất là gần với cõi người, chính là cõi tứ đại thiên vương. Có rất nhiều các vị chư thiên sống trà trộn với thế giới con người đó. Thì đó những cái vị đấy được gọi là ở cái cõi tứ đại thiên vương. Có bốn vị vua trời cai quản ở bốn phương. Chỉ quốc thiên vương Tha-ta-ra-tha ở phương đông cai quản về các cái vị thiên càn thát bà. Có vị này gọi là chỉ quốc thiên vương. Vị thứ hai là tăng trưởng thiên vương ở phương nam cai quản các cái hàng chư thiên cưu bản trà. Quảng mục thiên vương ở phương tây và cai quản các cái loài rồng naga. Đa văn thiên vương là ở phương bắc cai quản dạ xoa. Bốn vị thiên vương này cũng là những vị chư thiên hộ trì cõi nhân gian, chỉ hộ nhân gian. Nhưng mà không có bốn vị thiên vương này thì những cái loài quỷ thần hung dữ người ta sẽ làm những loạn nhân gian. Mà có cái bốn vị thiên vương này cai quản các cái loài quỷ thần này,
Đấy, cho nên là nó chỉ được phép làm những cái việc gì đó trong phạm vi cho phép của các vị thiên vương. Và những cái việc gì mà không có trong phạm vi cho phép thì không có được, được không có được làm. Cho nên được gọi là cõi, cái cõi trời thấp nhất là cõi tứ đại thiên vương. Chư thiên ở cõi tứ thiên vương sống cả trên hư không, trên cây cối và trên mặt đất. Có những cái, có những vị chư thiên mà ở cái cõi này mà có phước ấy, thì các vị mới sống ở trên cao, trên hư không, sống ở trong những cái ngôi lâu đài bằng vàng, bằng châu báu. Còn những cái, có những vị chư thiên thì cái phước nó kém ấy, thì các vị sinh ra ở trên mặt đất. Có những cái vị thì sống ở trên cây cối, cho nên là có các vị gọi là thần cây, có vị gọi là thần sông, có vị gọi là thần đất, có vị thì tức là những cái vị chư thiên ở cõi tứ thiên vương này có ở khắp mọi nơi. Ví dụ trong các nhà người ta hay thờ ông Thổ Công, thì đấy là cũng là thờ những cái vị chư thiên sống ở nơi đất, gọi là các vị thần đất hay là thần tài. Thì các vị này ở chỗ nào cũng có, các vị chư thiên mà sống ở trên mặt đất thì đâu có thần sông, thần núi, thần cây, thần cối, có đầy đủ hết. Có vị có thân hình đẹp, có vị có thân hình xấu xí. Thân hình thì cũng có người xấu, người đẹp, cũng có thiên nam, thiên nữ, có riêng biệt các cái giới tính, cũng có vị có tâm thiện, cũng có vị có tâm hung dữ. Cũng các cái vị chư thiên ở cái cõi này cũng thế, có người rất là hiền thiện, rất là, và nhưng cũng có người rất là hung dữ, rất là bất thiện. Có người cũng có tâm tham lam, cũng có người người ta biết tu tập, cũng có người tu tập để chứng ngộ đạo quả, cũng có người thì không biết tu tập, tà kiến mê tín cũng có, cũng rất là giống với con người. Có vị cho tranh kiến, và các vị chư thiên này cũng mỗi người cũng có những cái đức tin khác nhau, cũng theo những cái tôn giáo khác nhau. Cũng có người theo đạo Phật, có người người ta theo các cái đạo khác, cũng có người người ta theo tà đạo, có người tu theo chánh pháp, có người theo tà pháp. Tuổi thọ của các vị chư thiên là gọi tứ thiên vương, nếu mà cái tuổi thọ cao nhất là 500 tuổi, 500 tuổi của chư thiên ấy. Nhưng mà tính ra với cái tuổi của con người thì bằng 9 triệu năm là nhân gian. Là các vị chư thiên đấy thì một ngày một đêm bằng 50 năm là có nhân gian. Và một năm có 12 tháng, một tháng có 12 ngày. Thì cái tuổi thọ rất là so với cõi người thì các vị này sống cao hơn, sống lâu hơn rất là nhiều. Cho nên là đôi khi mà có những người người ta nhập vào cái người khác, người ta làm thầy bói, người ta biết được những chuyện quá khứ đã xảy ra, biết được những, có người người ta có thần được, người ta biết được là chuyện tương lai sẽ đến. Cho nên là người ta hay lên đồng, lên bóng, người ta có thể tác động vào người sống, cũng là các cái vị chư thiên ở cái cõi này. Những vị chư thiên người ta sống ở trên mặt đất, cái chỗ nào cũng ở, hầu như ở mọi nơi đều có các vị chư thiên này, ở cái cõi tứ thiên vương. Thiên vương Càn Thát Bà, đầu tiên là cái nào, hàng chư thiên mà có tên là Càn Thát Bà, Gandhava. Thì đây được gọi là các cái vị sống ở các vị thần cây. Càn Thát Bà thường sống ở trên cây, cây cối hay còn gọi là thần cây. Trên cây cối là cũng có các vị chư thiên này, trong sách, kinh sách thì gọi là các vị Càn Thát Bà. Càn Thát Bà sống trà trộn với người. Để có những cái vị thì người ta có thể nhập vào người, sống người ta lên đồng bóng. Có những vị thì ở trên cây cối, trên cây thì lấy cây đấy làm nhà, lấy cây làm nhà ở. Đôi khi mình chặt những cái cây cổ thụ lớn. Có những cái vị Càn Thát Bà người ta ở đấy mà người ta có thần lực lớn thì người ta có thể sân hận, có thể sân hận, người ta sẽ tác động làm cho cái người phá cây, phá nhà cửa đấy không được yên ổn. Hoặc là cũng có những vị thì người ta sẽ bỏ đi chỗ khác, có những vị cái thần lực yếu người ta không làm gì được, người ta bỏ đi chỗ khác. Nhưng mà cũng có một số các vị thiên Càn Thát Bà người ta tham ái đối với cây cối, nhất là những cây nào mà có mùi hương thì người ta dính mắc ở các cái gỗ. Một cái người mà cưa gỗ về thì người ta vẫn theo
người ta vẫn sống dựa các cái gỗ, người ta cho nên nhà mà càng có nhiều đồ gỗ thì nó càng có nhiều các hàng chư thiên để ở ngự, thì đấy gọi là chư thiên càng thất bà. Còn hàng chư thiên cứu bản trà Kumbhada, đây cũng là một cái hàng quỷ thần. Kumbhada hay là kêu bản trà là các quỷ thần bảo vệ núi rừng trong biển hoặc cai quản địa ngục và chúa ở dưới địa ngục. Nên là đôi khi mình nói là ở dưới địa ngục có các cái vị diêm vương là những cái vị cai quản dưới địa ngục. Nên tại sao ở trong cũng ở trong địa ngục mà có chúng sinh bị hành hạ, mà có những cái chúng sinh thì người ta lại hành hạ, thì những cái người mà người ta hành hạ, người ta cầm binh khí, người ta đâm chém những cái tội nhân ở trong địa ngục thì nó cũng là các cái hàng chư thiên gọi là các quỷ thần đấy. Những người đấy người ta có cái tâm hung dữ, người ta cai quản ở dưới địa ngục, hoặc là có những vị người ta làm cái công việc gọi là bảo vệ núi rừng, bảo vệ sông biển, bảo vệ đền tháp. Có những cái chùa chiền này, có những cái vị mà linh thiêng thì mà có những cái bảo vật như là xá lợi Phật chẳng hạn, thì cũng có những vị chư thiên người ta cai quản, có những cái bảo tháp trang nghiêm này, có những vị chư thiên người ta cai quản. Nó gọi là chư thiên này là kỳ bản trà, là các cái hàng quỷ thần. Nhất là ở trong các cái rừng sâu núi cao cũng có rất nhiều các hàng chư thiên quỷ thần người ta ở, cho nên người ta hay gọi là rừng thiêng. Thì ở những cái nơi mà rừng sâu cây cối um tùm thì những cái nơi đấy các vị thiên thần cũng sống rất là nhiều, cho nên cũng có cái sự thiêng liêng. Còn Laga rồng, Laga hay còn nói là đây là các cái hàng rồng, cũng là một hàng chư thiên. Hàng rồng thì thường hay sống ở dưới biển, có các cái năm cung, tức là những cái hàng rồng mà có phước lớn ấy, được làm vua rồng ấy, thì sẽ có những cái năm cung bằng châu báu ở dưới nước. Thì các cái vị rồng cũng là những cái hàng thiên thần, người ta cũng có thần lực, người ta cũng có thể hóa ra thành người. Đôi khi người ta lên nhân gian, người ta biến thành người, người ta hòa trộn, hòa nhập với người khác và những người bình thường không nhận ra. Khi trở về người ta lại trở lại thành cái thân rồng, người ta muốn giữ thân người, người ta muốn hóa thành thân rồng được. Người ta có thần lực, đời sống cũng rất là thần tiên. Những cái vị mà có phước thì người ta sống như là những cái vị thần tiên. Nhưng mà những cái vị mà không có phước thì không có cung điện, mà thường ăn những cái thức ăn tầm thường, ếch nhái. Còn những vị có phước thì người ta có những cái thức ăn của các cái thần tiên, cái đời sống cao thượng. Và cái chúng sinh này thì thỉnh thoảng nếu như người ta chủ động, người ta hiện hình rõ ra, thì thỉnh thoảng đôi khi cũng lâu lâu cũng có người ta nhìn thấy cái hình rồng bay ở trên không hoặc là bơi ở dưới nước. Nhưng thường thường ở các chùa người ta sao thì người ta lại hay thờ rồng này. Trên các chùa đình miếu mạo người ta hay thờ những cái đầu rồng ở trên đấy, vì các cái vị rồng cũng là những cái chúng sinh rất là gần gũi với con người, vì có những cái thần lực lớn. Vị rồng Laga có những cái thần lực, và đặc biệt là các cái hàng rồng thì nhiều người người ta hay dùng các cái hạng, người ta tu luyện những cái pháp thần chú, có những cái bài thần chú để người ta kết nối được với các cái hàng thiên thần, các cái hàng rồng Laga. Cho nên là ở trong ngoại đạo người ta hay có cái gọi là thần chú chú nguyện để cầu cái sự tha lực của các cái vị thiên thần, đặc biệt là các vị rồng Laga hay đến để hộ trì cho các cái thần chú. Rồng sống ở dưới nước, thân như thần rắn, có đời sống như thần tiên, có thần lực biến hóa. Và rồng thì có cái tinh khí rất là hung dữ, có tinh khí cũng rất là nóng này. Nên là nhiều khi mà có những cái mảnh đất, có các cái mạch nước, có những cái tiểu Laga người ta sống ở đây. Và nếu mà ai đụng chạm đến đất mà người ta hay cứ gọi là đứt long mạch, động long mạch, thì long là cái rồng, mạch là cái mạch nước mà có cái tiểu Laga người ta ở đấy. Cho nên người ta
người ta đụng chạm đến cái chỗ ở của rồng thì rồng người ta sân lên, người ta sẽ tác động, người ta làm cho cái người mà ở cái khu đất đấy không được yên ổn này. Đấy là, đây là những cái hàng chư thiên nó thuộc về các cái chư thiên là long, long rồng. Cái người Việt Nam này gọi là con rồng, cháu tiên đấy. Con rồng là làm sao? Là có nó con loài giống từ rồng mà. Ngày xưa ông Đặng Đăng Quân ông là rồng này, là rồng gặp bà Âu Cơ. Bà Âu Cơ, bà Âu Cơ là tiên, tiên là có tiên trên mặt đất này, rồng thì dưới nước. Rồng ở dưới nước thì hai vị thần tiên, hai vị thần tiên thì lấy nhau sinh ra 100 người này. Thì những cái thời mà xa xưa thì cái tâm linh con người nó còn, cái tâm con nó còn thanh tịnh thì người ta tiếp xúc với những cái thế giới thần tiên, thì thần tiên sống rất gần gũi với con người. Đấy, nhưng mà càng về sau này thì cái tâm trí của con người càng ô nhiễm hơn, ô nhiễm nó yếu hơn, là cái sự giao tiếp xúc giữa thần tiên với con người bắt đầu trở nên cách biệt hơn, ít người tiếp xúc được với thế giới thần tiên hơn, nên là người ta sẽ hiểu sai hơn về những cái thế giới thiên thần. Cái thế giới thiên thần thì cũng rất là gần gũi với thế giới con người. Thì rồng Naga cũng là một trong bốn cái hàng chư thiên ở cõi tứ thiên vương. Rồng cũng là cõi tứ thiên vương. Còn hàng thứ tư là Dạ Xoa, Lắc Kha, quỷ Dạ Xoa. Đây là các cái hàng Dạ Xoa. Chư thiên đôi khi người ta cũng gọi là Dạ Xoa, có những vị Dạ Xoa. Mà có khi quỷ sứ đầu châu mà thu lượng người ta cũng gọi là Dạ Xoa. Có nhiều người mà người khi mà chết người ta nhìn thấy quỷ sứ đầu châu mặt ngựa mang xiềng xích đến để bắt nôi đi, thì đó là những người mà có tội. Đôi khi có những người chết thì thấy những cái vị thiên sứ người ta đến, người ta dẫn đi để sinh về các cõi sung sướng cõi trời, thì đấy người ta cũng gọi là Dạ Xoa. Hay là trong nhiều có những cái sách vở người ta cứ nói là tiên đồng ngọc nữ dân hoa, tiên đồng. Tiên đồng tức là những cái vị tiên mà nhỏ nhỏ. Ngọc nữ là ai? Ngọc là các cái vị cũng các cái vị thiên, thiên thần bé nhỏ. Thiên thần bé nhỏ hay là long nữ. Dạ Xoa có hai loại, chư thiên Dạ Xoa có thân hình đẹp, có hào quang, có thần lực. Bàng quang Dạ Xoa có thân hình xấu như quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa. Có hàng Dạ Xoa thì rất là xấu xí, như là những ai mà xem phim Tây Du Ký thì thấy rất nhiều Dạ Xoa có thân hình xấu xí, như là hình gấu, con gấu Dạ Xoa, sư tử Dạ Xoa, mấy cái con ở dưới biển để long cung. Hàng Dạ Xoa mà nó bắt được cả người để ăn thịt. Thì ở trên mặt đất là có rất nhiều các cái vị Dạ Xoa, có rất nhiều các cái hàng thiên thần, có những cái hàng chư thiên thì rất là hiền thiện, hộ trì cho những cái người sống có giới hạnh, có đức hạnh. Có những cái hàng chư thiên thì người ta rất là hung dữ, người ta có thể hay làm hại người. Cũng có hàng chư thiên thì người ta hiền thiện, người ta hộ trì cho người khác. Cho nên là đôi khi ở trên đời người ta gặp những cái điều không may mắn, hay là người ta có những cái người, người ta cứ tổ chức các cái trai đàn tế lễ cầu xin, và nhiều người người ta cầu xin và người ta đạt được những cái điều người ta mong muốn, và người ta cứ nói là chỗ này có những cái sự thiêng liêng, chỗ kia có sự thiêng liêng. Thì đôi khi có những cái vị mà chư thiên Dạ Xoa có thần lực, người ta vẫn có thể hộ trì được cho một số người, không phải là tất cả mọi người, không phải là tất cả những gì xin mà cũng được, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những điều mà người ta làm được, cũng có những điều người ta tác động được. Đấy, cho nên là cái điều đó ở trong cuộc sống, người ta vẫn có cái niềm tin là có cái thế giới vô hình, nhưng mà người ta không hiểu hết được ý nghĩa của nó mà thôi. Chứ còn nói đến thế giới vô hình này thì đại phần lớn nhân loại người ta có niềm tin, tức là một phần lớn con người ở trên thế giới này, người ta niềm tin là có thế giới thần linh, có những cái thế giới quỷ thần. Nhưng mà để mà hiểu rõ ràng chi tiết về những thế giới thần linh quỷ thần đấy thì
Thế thì ít người hiểu được và ít người hiểu đúng được. Và các cái hàng chư thiên, thiên thần được phân chia thành nhiều loại, nhiều hàng chúng sinh như vậy. Mà cũng có những cái thế giới thần linh người ta cũng làm hại người được, bởi vì đó là những cái loài quỷ thần mà người ta bất thiện, người ta cũng hay làm những việc bất thiện. Vậy cho nên rằng này, đối với thế giới thần linh mình không thể biết được ai, các vị nào là thiện, vị nào là bất thiện. Vậy thì chứ thường là những cái người nào mà có những cái pháp nào, nó là những cái thiện pháp nào, ví dụ như những cái pháp hội, những cái trai đàn mà người ta tế lễ để người ta cúng tế các vị chư thiên, thì những cái trai đàn nào, những cái pháp hội nào mà nó có cái thiện nhiều thì các cái hàng chư thiên thiện sẽ đến nhiều hơn. Còn những cái pháp nào mà nó mang cái tính bất thiện nhiều thì sẽ có các cái hàng chư thiên bất thiện sẽ đến nhiều hơn. Ví dụ như là có những cái đàn tế lễ người ta làm những cái việc như là cúng tế bằng máu, bằng thịt, sát sinh nhiều, dùng những cái vật hôi tanh để cúng lễ, thì đấy là những cái quỷ sứ bất thiện. Người ta vẫn có những cái quỷ sứ người ta khát máu, người ta thích rượu thịt, thích những cái nhậu nhẹt say sưa. Còn cũng có những cái hàng chư thiên thì người ta chư thiên thiện thì người ta không có, thì người ta thường thường dùng những cái đồ chay tịnh. Nên vậy thì sự cúng bái chư thiên mà dùng những cái thứ trang tịnh thì sẽ tiếp cận được với những hàng chư thiên thiện nhiều hơn, những hàng chư thiên cao thượng nhiều hơn. Vậy cho nên là ở thế gian người ta có rất nhiều hàng những cái người thầy cúng, thầy bói, người ta tôn thờ các cái vị thần linh này, cũng có vị thiện, có vị bất thiện. Đây nó gọi là dạ xoa, những vị này gọi là dạ xoa. Còn thứ tư là hàng chư thiên. Vậy là tóm lại là có bốn hàng chư thiên. Chư thiên ở cõi tứ thiên vương có bốn hàng chư thiên, đó là hàng Càn Thất Bà. Càn Thất Bà ở đâu? Sống ở đâu? Đây, sống ở trên cây cối Kiêu Bằng Trà. Kiêu Bằng Trà thì là những cái vị thần, người ta còn sống ở các nơi, thần núi, thần sông, thần đất, trên mặt đất rất là nhiều. Hàng ở dưới nước là Rồng Naga, hàng Dạ Xoa. Hàng Rồng Naga ở dưới nước và Dạ Xoa. Dạ Xoa thì có cả trên hư không, cả trên mặt đất. Đều dưới quyền cai quản của bốn vị đại vương nên gọi là chư thiên ở cõi tứ thiên vương. Có những vị Dạ Xoa người ta cũng thích ăn thịt người, nhưng mà người ta không có dám tùy tiện. Bây giờ mà bị các bốn vị thiên vương người ta cai quản, ví dụ như có những vị Dạ Xoa người ta cai quản cho hàng tứ đại thiên vương, các cái vị vua trời tứ đại thiên vương cho phép là ông được ở cái cây này. Thế mà đúng đến 12 giờ trưa mà có cái con vật nào hay là có cái người nào đến ngồi ở dưới cái bóng cây này thì được ăn. Thế là cứ đến đúng cái giờ đấy mà có cái người nào xuất hiện đúng ở dưới cái bóng cây, cái bóng cây nó cứ phủ lên đâu thì cái chư thiên nó được bắt cái người đấy ăn thịt. Hoặc là có những cái vị thì sống ở dưới nước và cái vị ấy được phép này, thế cứ ai bước chân xuống nước này thì được bắt, cái con gì mà xuống dưới nước này uống nước thì được bắt ăn thịt. Thế cho nên là cứ ai mà xuống dưới nước ấy thì cái vị Dạ Xoa bị bắt để ăn thịt, hay là cái con vật thì xuống cái hồ đấy thì bị được bạn ăn thịt. Cho nên là đôi khi có những con khỉ khô dùng cái ống nó hút nước, ống chặn hút nước. Người thời đấy có Đức Bồ Tát sinh ra làm khỉ, biết ở dưới này có con Dạ Xoa, cứ ai xuống uống nước là nó bắt nó ăn thịt, mà cầm cái ống tre mà hút nước là nó không bắt được. Chư thiên ở cõi, ở các cái cõi có trời thấp nhất được gọi là chư thiên, ở cõi tứ đại thiên vương. Còn đến một cái cõi cao hơn, cõi trời thứ hai là chư thiên ở cõi Đao Lợi Thiên. Chư thiên Đao Lợi Thiên Cung, Đao Lợi Thiên là tầng trời thứ hai. Đao Lợi Thiên là cõi dục giới thứ hai. Các vị chư thiên đều sống ở trên hư không. Các vị chư thiên này thì đều có là những cái người mà cái phước nó lớn hơn những cái vị chư thiên ở cõi tứ thiên vương, tức là những cái người mà tạo phước mà cái phước lớn hơn ấy, thì mới sinh được về cái cõi này. Bây giờ
các vị ở cái cõi này thì đều sống ở trên hư không, nhưng không có sống ở trên mặt đất. Có những cung điện bằng vàng ngọc châu báu. Vị vua ở cõi này là Thiên Chủ Giác Ca, hay còn gọi là vua trời Đế Thích, cũng gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cái vị vua này thì rất là nổi tiếng ở trong nhân gian, vì hầu như là các tôn giáo khác người ta thờ cái vị vua này rất là nhiều. Cái ví dụ như là Ngọc Hoàng Thượng Đế thì ở nhiều rất là nhiều chùa người còn thờ cả trên ban thờ. Nó có Nam Tào Bắc Đẩu, Ngọc Hoàng này. Và cứ đến dịp Tết là có cái hay người ta hay diễn là táo cuôn lên chầu trời này. Nên chầu ai là chầu Ngọc Hoàng này. Ngọc Hoàng là cái vị chính là vua trời này, Sắc Ca Thiên Chủ. Ở trên cái cõi này thì hưởng những cái phước báo cũng rất là lớn hơn được cái cõi Tứ Thiên Vương. Chư thiên ở trên này thì có hào quang, thân hình có hào quang tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng. Tuổi ở trên này thì cái đời sống rất là cao. Ví dụ như người ta muốn hưởng thụ hay là muốn thức ăn thì người ta có thể tự nó biến hiện ra thức ăn. Cây cối cũng có vườn được cây cối. Các vị chư thiên ở trên cõi này thì chỉ có thọ những cái vật thực ở cõi thiên giới, chứ không có thọ những cái vật thực ở cái cõi nhân gian. Các vị này thì không có như ở cái cõi Tứ Thiên Vương. Cõi Tứ Thiên Vương thì có vị thì cũng thọ những cái vật thực là trái cây, hoa quả. Có những cái vị thì có thể thọ cả những cái vật thực mà người ta dân cúng. Có những cái vị thì lại thọ những cái vật thực như là bắt các cái quỷ thần khác để ăn thịt. Có những vị thì xuống dưới địa ngục để bắt những chúng sinh ở dưới địa ngục để làm món ăn. Nhưng mà các chư thiên ở trên cõi tứ đạo độ thiên thì cao thượng hơn, các vị không có những cái sự sân hận lớn, không có những cái bất thiện lớn nữa. Và cái tuổi thọ của cõi này là 1.000 năm thiên giới và 36 triệu năm cõi nhân loại, cõi nhân gian này. Cõi Dạng Ma Thiên, cõi thứ ba, cõi trời thứ ba là cõi Dạng Ma Thiên. Yama đây là những cái hưởng phước này. Chư thiên ở cái cõi Đao Lương Thiên ấy, thì là cái tầng trời thứ hai thì cũng được hưởng phước lớn, nhưng mà nó chưa được toàn diện lắm, vì đôi khi vẫn có những cái xung đột ở trên thiên giới, đôi khi vẫn còn đánh nhau, chửi nhau, cãi nhau. Bởi vì thì sống ở cái cõi Đao Lớn nó còn rất là gần với các cái hàng Atuna, cái chư thiên Atuna sân hận hay đánh nhau với chư thiên ở cái cõi Đao Lợi đấy. Và nên là cõi Đao Lợi Thiên đấy tuy là có cái sự sung sướng nhưng mà chưa có tuyệt đối, mà phải nên đến cõi Dạng Ma này thì sự sung sướng cao hơn, cái sự an lạc cao hơn, cái phước nào nó cao hơn, không còn những cái sự chiến tranh nữa. Cõi người thì cũng có chiến tranh, chư thiên thì cũng có xung đột, thì mình nên đến cái cõi chư thiên thứ ba này thì mình hết đấy. Dạ ma là tầng trời dục giới thứ ba, thiên chúng ở đây hưởng phước nặng, không biết gì đến sự khổ, hay còn gọi là xả ni khổ. Đến cái cõi dục giới thứ ba, cõi tầng trời này thì mới rút hẳn, không còn biết khổ là gì nữa. Tức là cái cõi này chỉ có biết hưởng phước thôi, cái cuộc sống cứ yên bình, cuộc sống cứ yên bình suốt cả cái kiếp sống vậy, không có sợ chiến tranh, không có tai nạn, không có bệnh tật, không có cái sự sân hận, không có cái sự hãm hại nhau, không có cái hiềm hận với nhau, cho nên là gọi là xả ni khổ, không còn có những cái nỗi khổ thân khổ tâm nữa. Đấy là đến cái cõi thứ ba này. Được gọi là Dạng Ma, tuổi thọ cõi này là 2.000 năm, cũng tương đương với 147 triệu năm nhân loại. Là cái cõi trời thứ ba. Cõi trời thứ tư là cõi Đâu Suốt Thiên. Cõi trời Đâu Suốt, cái cõi này là khi mà các cái vị Phật trước khi thành Phật đều từ cái cõi này sinh xuống nhân gian. Cái cõi này thì ngập tràn niềm vui,
ngập tràn niềm vui, niềm hoan hỷ. Tức là những cái phước nạc ở trên đấy rất là thù thắng, rất là to lớn, hưởng những cái phước rất là sung mãn. Cõi trời thứ tư ngập tràn ngập sự hoan hỷ nên gọi là Tusita. Tusita là một cái sự hoan hỷ lớn, chẳng là cái sự để gọi là cõi trời đấu suốt. Các vị Bồ Tát trước kia thành Phật đều thành Phật ở cõi này, tuổi thọ cõi này là 4.000 năm tuổi, bằng 576 triệu năm nhân loại. Đến sinh nhân cõi này thì không có cái sự yêu bi ngập tràn, cái sự hoan hỷ. Hoan hỷ bởi vì là rất nhiều những cái niềm vui, rất nhiều những cái thú vui, những cái thú vui ở cõi thiên giới rất là nhiều. Nên suốt ngày hưởng những cái niềm vui này, sao lại đi hưởng niềm vui ở chỗ khác, niềm vui ở chỗ khác nữa. Chứ không, tức là chỉ toàn là có hưởng các cái niềm vui như vậy nên gọi là đầu chuốt. Càng các cái vị chư thiên ở trên các cái cõi trời cao thì có cái thân hình nó càng tốt đẹp. Thế là các cái vị chư thiên ở cõi tứ thiên vương thì vẫn còn có người đẹp người xấu, nó giống như cõi người, có người thì đẹp người xấu, có người giàu người nghèo. Cõi tứ thiên vương cũng vậy, có người đẹp người xấu, cũng có người phước lớn người phước ít. Nhưng mà đến cõi đao lợi thiên thì chư thiên ở đấy sẽ đẹp hơn rất nhiều. Cõi chư thiên ở cõi ở các cõi thấp hơn, đến dạ ma thiên thì đẹp hơn ở cõi đao lợi, mà các hàng chư thiên ở cái cõi đau suốt này thì lại còn đẹp hơn các chư thiên ở cõi dạ ma, đẹp hơn và phước lớn hơn. Thì càng lên cái tầng trời cao hơn thì tức là cái phước lớn hơn, cái đời sống cao cấp hơn, cao thượng hơn, và cái tuổi thọ cao hơn. Cái gọi là thiên nạc, tức là những cái nạc thú ở các cái cõi thiên càng cao thì cái nạc thú càng lớn. Cõi trời thứ năm là hóa nạc thiên, hóa nạc, hóa có nghĩa là biến hóa, nạc là những cái dục nạc, tức là cái cõi mà có thể biến hóa ra được những dục nạc. Tức là mình thích cái gì thì mình có thể biến hóa ra được cái đấy, thích cái gì thì biến hóa ra được cái đấy, cho nên được gọi là hóa nạc thiên, là cái cõi trời thứ năm. Tự hóa ra, thiên chúng ở cõi này tự hóa ra những thứ mình thích hưởng thụ, và mình hưởng thụ, ví dụ mình thích ăn cái gì thì tự hóa ra được cái món ăn được. Bây giờ có người thì mình thích cái gì thì mình phải đi làm, mình có tiền rồi thì bắt đầu mình mới đi mua được những cái thứ đó, đi trao đổi mua bán. Nhưng mà cái cõi này thì hay một cái tất cả mọi thứ đều có thể hóa ra được, không có cái gì là không hóa ra được. Ví dụ như các cõi chư thiên khác thì người ta cũng có thể ước muốn cái điều gì người ta thành tựu, nhưng mà nó không tuyệt đối như cõi này. Các cái cõi chư thiên khác người ta không phải là cái gì muốn cũng được, nhưng mà cõi này thì muốn cái gì cũng được cái đó. Ví dụ các cái cõi chư thiên khác người ta cũng có cái đời sống vợ chồng, cũng có kết hôn, có những cái vị chư thiên thì thiên nam sinh ra ở một cái đống cung điện, rồi có các vị thiên nữ sinh ở trong cung điện đấy, và người ta cũng có cái đời sống phu thê. Nhưng mà cái cõi hóa nạc này thì người ta sẽ có một cái, đó là thiên nam người ta hóa ra thiên nữ, không cần phải đi cưới hỏi. Các vị thiên nữ tự hóa ra thiên nam, người ta có thể hóa ra tất cả mọi thứ, cái gì người ta cũng hóa. Người ta hóa ra nhà cửa, người ta hóa ra tất cả, người ta không cần phải đi tìm kiếm ở đâu hết. Cho nên gọi là hóa nạc, tất cả những thứ gì mà người ta mong muốn, gọi là các cái dục nạc, năm dục trưởng nhữ, sắc thanh hương vị xúc, người ta hóa ra hết. Thích cái cảnh sắc đẹp, người ta hóa ra sắc đẹp. Người ta thích xem múa hát, người ta hóa ra thành một cái đội âm binh múa hát, đàn hát, người ta ngồi, người ta nghe, không cần phải đi xem hát. Còn các cõi trời khác thì sao? Thì phải đi xem. Vì các cõi trời khác muốn đi xem múa hát thì phải đến cái chỗ đấy. Ở đây hôm nay ở cái chỗ này có nhiều các vị chư thiên đến đây múa hát đó. Các vị chư thiên
tiên nữ đến mua hát, người ta đến đây xem. Nhưng mà cái cõi hóa nạc thì không cần đi đâu hết, thích thì hóa rồi, thần được hóa đó, hay ngồi ngay tại chỗ, muốn có cái, muốn cái gì có cái đấy. Cho nên gọi là hóa nạc thiên. Tuổi thọ cõi này 8.000 thiên tuổi bằng 2.304.000.000 năm người nhân rồi. Còn cõi thứ sáu và cuối cùng thì trong cái cõi dục giới là cõi tha hóa tự tại thiên. Tha hóa, tha hóa là có cái người khác sẽ biến hóa ra cho mình xa. Các cái vị chư thiên ở cõi này có những cái vị thiên mà có cái công đức phước lớn, thì có những cái vị thiên phụ tá, phụ thiên các cái chư thiên như những cái người gọi là phục vụ, thì người ta sẽ biết được cái tâm của cái vị chư thiên thiên chủ, các cái vị thiên mà làm chủ ở một cái cõi, ở một cái lâu đài, thì có các cái vị thiên chúng ở cõi đời, người ta biết được là vị này đang muốn cái gì, thì họ hóa ra cho vị ấy dùng, gọi là tha hóa tự tại thiên, tức là dùng cái mà người khác biến hóa ra, nên gọi là tha hóa, không mình không tự biến hóa mà có người khác biến hóa ra cho mình, nên gọi là tha hóa tự tại. Tuổi thọ của thiên giới này là 16.000 thiên tuổi, 9.016.000.000 năm nhân loại. Đấy là cái cõi tha hóa tự tại thiên. Đây là cõi trời dục giới có 6 cõi. Thì tất cả những cõi đấy đều là gọi là cõi trời dục giới. Cho nên là có cõi tứ đại thiên vương, cõi đao lợi thiên, cõi giả ma thiên, cõi đấu chúa thiên, cõi hóa lạc thiên, cõi tha hóa tự tại thiên. Đấy gọi là 6 cõi trời. Còn cõi phạm thiên Brahma, phạm thiên là cái cõi, phạm thiên là các vị sống ở 16 cõi trời sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Ngoài ra còn có các cái cõi ở phạm thiên này, thì những cõi này không cần phải làm ăn gì cả, sự nuôi sống bằng thọ mạng, bằng năng lực của chính các tầng thiền định, an trú trong định, không có não phiền. Tuổi thọ thì được tính bằng các đại kiếp trái đất. Ở các cái tầng, các cái cõi sắc giới thì người ta không, người ta cái cuộc sống người ta khác hẳn với cái cõi dục giới. Cõi sắc giới thì người ta không có những cái tâm tham dục, không có tâm tham ái, không có tâm dính mắc, mà chỉ với những cái người mà chứng đắc các tầng thiền định thì mới được sinh về cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Những cái cõi này rất là cao thượng. Sống ở cái cõi đấy thì không cần ăn, không cần thở, không cần gì hết, rất là tự tại, mà cứ lúc nào thường là an trú ở trong thiền, và cái tâm an trú ở trong thiền tự duy trì thọ mạng, tự duy trì cái mạng sống của cái vị chư thiên đấy. Các vị chư thiên đấy sống bằng 1 đại kiếp trái đất, 2 đại kiếp trái đất, 4 đại kiếp trái đất, 8 đại kiếp trái đất, hoặc là bằng 500 đại kiếp trái đất. Cứ sống bằng, cứ lấy các cái tuổi thọ của các cái trái đất ra để mà tính tuổi thọ các vị chư thiên. Hoặc là có những vị chư thiên thì sống bằng hàng ngàn đại kiếp trái đất. Thế là các vị phạm thiên sống ở cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Tại sao lại gọi là chư thiên dục giới? Tại sao gọi là chư thiên sắc giới? Và tại sao gọi là chư thiên vô sắc giới? Tại sao cũng là chư thiên mà lại có dục giới, sắc giới và vô sắc giới? Chư thiên dục giới là sinh ra ở cõi dục, tâm ý ưa thích hưởng thụ năm dục, trưởng dưỡng năm dục. Thì cái hàng chư thiên này giống với cái, có cái tâm trạng giống như là cõi người. Cõi người cũng là cõi dục giới, cho nên là ưa thích năm dục trưởng dưỡng, sắc thanh hương vị xúc. Thì các hàng chư thiên dục giới cũng có cái tâm ý y như vậy. Chư thiên sắc giới là sinh ra ở cõi sắc, không ưa thích năm dục, nhưng ưa thích trạng thái an lạc của các tầng thiền sắc giới. Hàng chư thiên sắc giới thì người ta không còn thích, ưa thích các cái dục nhàm chán, xa lì ạ. Xa lì ở cái ham muốn về các năm dục, nhưng lại ưa thích những cái trạng thái an lạc của tầng thiền, tầng thiền sắc giới. Ở con người, nếu mà những cái người mà người ta chưa tu đắc thiền thì cái tâm sẽ hướng về hưởng thụ năm dục, tức là ưa thích những đời sống về năm dục trưởng dưỡng. Nhưng mà cái người nào mà người ta chứng đắc các tầng thiền định thì người ta lại nhàm chán năm dục này, và lại hướng tâm ưa thích cái sự an trú ở trong định, tức là cái sự an lạc ở trong định nó cao hơn, nó cao thượng. Thì các hàng cho nên là khi sinh về cái cõi thiên giới vậy, những cái người nào mà cái tâm mà còn hướng dục nhiều thì sinh về các cái cõi thiên dục giới. Cái người nào mà đã chứng đắc các tầng thiền, tâm nó mi dục và hướng về những cái
cái sự an lạc của các tầng thiền sẽ sinh về các tầng thiền sắc giới. Còn chư thiên vô sắc giới không ưa thích dục, cũng không ưa thích sắc, nhưng ưa thích trong cái trạng thái tâm vô, tâm thiền vô sắc, chỉ có tâm mà không có thân. Tức là có một cái hàng chư thiên, có một cái hàng nữa thì nhàm chán dục giới và nhàm chán luôn cái thân người. Người ta chỉ, người ta thấy chán luôn cả cái thân thể này, thì người ta sẽ sinh về cái cõi vô sắc, cái cõi mà không có thân, chỉ có mỗi tâm thức không. Và người ta lại ưa thích ở trong cái trạng thái nó không có thân thì nó rất là nhẹ nhàng, thì còn có thân thì nó còn có cái sự nặng nề, còn có thân thì còn có nhiều cái sự nguy hiểm, chiến tranh, bệnh tật, tai nạn nó kia. Nhưng mà cái người mà không có thân nữa thì người ta giống như là một cái sự rỗng không, an lạc tự tại. Thì cái hàng chư thiên đấy mà tu tập chứng đắc các tầng thiền vô sắc giới, người ta không ưa thích cảm sắc, không ưa thích tình dục, người ta ưa thích cái trạng thái chỉ có tâm mà không có thân, gọi là chư thiên vô sắc. Nhưng bây giờ cho mình chọn một trong ba cái cõi này thì mình chọn cái cõi nào? Mình thích sinh về cõi nào? Người nào mà thích hưởng những cái đời sống sung sướng ấy, cái dục lạc thưởng dưỡng, thích sinh về cõi dục giới tha hồ mà hưởng, hưởng gì cũng có. Còn người nào mà thích an trú ở trong có cái sắc thân đẹp, an trú ở trong cái tâm mà nó tự tại, không phải no ăn uống gì, chỉ có ăn chú và tầng thiền thôi, thì sinh về cõi sắc giới. Còn cái người nào mà không thích thân nữa, chán hơn cả cái thân này, thì sinh về cõi vô sắc giới. So với cõi người với lại năm cõi này thì thích ở cõi người hay thích ở các cái cõi này, hay là thích về cõi trời? Để cho mình đổi thì mình sẽ đổi cõi nào. Bây giờ mình có thể lựa chọn được. Khi mà ở sinh ra làm người mình có thể lựa chọn được. Sau này mình thích sinh về đâu thì bây giờ mình cứ hướng tâm về đấy. Mình tạo những cái nhân để sinh về những cái đấy. Thế giờ mình tìm ra những nguyên nhân ấy. Nguyên nhân gì khiến cho những chúng sinh được sinh về cõi chư thiên đấy. Bây giờ tìm để hiểu nhân nào mà được sinh về chư thiên. Mình tạo cái nhân gì mà mình phải sinh ra làm người? Mình được sinh làm người hay mình phải sinh làm người? Được sinh làm người. Thế người ta sinh làm chư thiên thì người ta được sinh chư thiên hay phải sinh làm chư thiên? Mình sinh làm súc sinh thì được làm súc sinh hay phải làm súc sinh? Thì những cái cõi, từ cái cõi người trở nên được gọi là cõi an vui, cái cõi là cõi sướng hơn. Còn những cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a tu đà là những cõi khổ. Thì những cái chúng sinh có phước thì sinh lên cái phước mà kém nhất thì cũng được sinh làm người. Chứ còn là làm người là những cái chúng sinh có cái phước nhưng mà phước yếu, phước thấp nhất. Còn những cái chúng sinh, những người mà người ta tạo cái phước lớn hơn, người ta đã sinh thiên rồi, đã sinh thiên giới, người ta hưởng phước cao hơn. Nhân gì mà để sinh về chư thiên? Nhân này, đây là những cái nhân để sinh về được chư làm chư thiên này. Nhờ có những thiện nghiệp, có đức tin, tin tưởng cung kính những bậc, có giới đức, đức hạnh, hay là tin vào những cái thiện nghiệp, tức là cái người đấy là người có đức tin. Nhưng mà bây giờ cái người mà không có đức tin, người ta là cái người, người có đức tin với người không có đức tin nó khác nhau cái này. Người nào là người có đức tin, người nào là người không có đức tin? Cái người có đức tin thì người ta tin rằng có các vị hóa sinh, tức là người ta tin là có cõi trời, có cõi địa ngục, tức là người ta có tin như vậy. Người ta tin là có cái người nào làm việc thiện thì được sinh lên cõi cõi cao thượng, người nào làm việc ác thì sinh vào cõi khổ đau. Thì đấy là cái người có đức tin là vậy, tức là người ta có tin vào những điều mà người mắt người ta không thấy được mà người ta vẫn tin. Nhưng bây giờ mình có nhìn thấy chư thiên không? Không thấy, nhưng mình có tin có chư thiên không? Mình có tin thì là người có đức tin. Có đức tin đấy là một cái nhân để sinh thiên giới này nhá. Có giữ giới, mình có đức tin nhưng mà không giữ giới thì có sinh thiên được không? Mặc dù tôi có tin là có thiên giới nhưng mà tôi vẫn sát sinh, tôi vẫn ăn trộm, vẫn tàn dâm, nói dối, uống rượu, thì mặc dù đức tin là có nhưng mà mình không có sinh thiên được vì không giữ giới. Thì cái người mà có giữ giới, ví dụ năm giới, mười giới, thì cái người đấy còn là cái nhân thứ hai để sinh về cõi chư thiên. Người đa văn,
nghe giảng giáo pháp để mở rộng chánh kiến. Đa văn tức là cái người mà thường xuyên nghe pháp hay là học tập giáo pháp, hay là những cái người mà được giáo dục những cái điều thiện lành, những người mà được giáo dục những cái điều tốt. Ví dụ có những người người ta giáo dục, người ta bảo hãy bỏ việc ác, hãy làm việc thiện, hoặc và người ta phân tích chi tiết làm cái việc này là đúng, làm việc này là sai, làm việc này là chánh, làm việc này là tà. Thì cái người mà đa văn, người ta nghe chánh pháp thì người ta sẽ có chánh kiến. Người ta có chánh kiến, người ta biết là làm việc nào nên làm và việc nào không nên làm. Thì cái nhân đấy gọi là cái người đa văn. Đa văn là người học rộng biết nhiều những cái điều chân chánh, chứ học những cái điều không chân chánh thì không gọi là đa văn. Nếu có những người gọi là người ta học rất là nhiều, nhưng mà người học những cái pháp tà kiến ở thế gian thì người ta tăng trưởng thêm cái tà kiến thôi. Còn những người đa văn thì học những cái giáo pháp chân chính, chánh pháp thì được gọi là đa văn. Bố thí, san sẻ ban cho, mở rộng lòng từ. Có những người siêng năng bố thí, người ta hay cho ban bố cho tài sản vật chất, hay giúp đỡ san sẻ. Người ta có lòng từ thương những cái chúng sinh khổ đau, thì cái nhân bố thí đấy cũng được sinh thiên. Và cái nhân trí tuệ, phát triển tuệ quán giác ngộ sự thật. Thì có cái người có trí tuệ là cái người người ta biết phân biệt đúng sai, thiện ác, chánh tà. Thì người ta cũng không, người có trí tuệ thì người ta tự động người ta không làm việc ác. Còn cái người mà không có trí tuệ thì người ta sẽ ưa thích làm việc ác. Còn người có trí tuệ thì người, tức là cái người đấy có cái tuệ để quan sát được cái nhân, cái duyên nào khiến cho chúng sinh được hạnh phúc, cái nhân, cái duyên nào khiến cho chúng sinh khổ đau, bất hạnh. Thì cái trí tuệ rất là thâm sâu, không thấy được những thấy được quả mà nó còn thấy được cái nhân sinh ra quả. Còn nếu chúng sinh phàm phu không có trí tuệ thì thấy quả nhưng không thấy được nhân. Người có trí tuệ là cái người thấy được cả nhân và quả. Thế thì cái người nào mà cái người luôn luôn mình thấy được cái nhân, cái quả, thấy được những những chúng sinh đang khổ đau, mình biết rằng đấy là quả bất thiện, do họ đã tạo nhân bất thiện. Thấy những chúng sinh người ta đang hưởng phước nào an vui thì mình biết đấy là quả thiện, do đã tạo những cái nhân thiện. Thì những người có trí tuệ là người ta quán chiếu được điều đấy, cho nên người ta tự động không bao giờ tạo những cái nhân bất thiện, mà người ta sẽ tự động người ta ưa thích tạo những cái nhân thiện hơn, những cái nhân thiện này hơn. Thì cái người có trí tuệ thì cái trí tuệ đấy nó chiến thắng được tâm tham sân si rất là cao. Cho nên cái người có trí tuệ đấy, người ta ít khi người ta khởi lên cái tâm bất thiện, người ta chế được cái tâm tham bất thiện, tham sân si. Cho nên là người ta làm những cái hành động thiện nhiều hơn là hành động bất thiện. Đấy là những cái người người ta tạo được những nhân để sinh về cõi thiên giới. Thì năm cái nhân đấy, đức tin, tứ giới, đa văn, bồ thí và trí tuệ, đấy là những cái đức tính của các vị chư thiên. Và cái đức tính đấy, bây giờ trong mình có những đức tính này không? Có đức tin không? Có tứ giới không? Có nghe pháp không? Có bố thí không? Có trí tuệ không? Người nào mà có đủ năm cái đức tính này rồi thì mới hành được pháp thiền niệm thiên. Thiền niệm thiên với thiền niệm hơi thở thì cái nào dễ niệm hơn? Niệm thiên này, ở trên đời này có người có năm đức tính, mà có người nào mà không có năm đức tính này không? Có những người sẽ không có năm đức tính này, mà không có năm đức tính này thì có hành được thiền niệm thiên không? Không hành được. Vì vậy muốn hành thiền niệm thiên phải có năm đức tính của chư thiên này. Còn có người nào trên đời này không có hơi thở không? Ai có hơi thở? Cho nên là ai cũng hành được thiền hơi thở. Vì vậy cho nên là thiền niệm hơi thở thiền dễ nhất, vì ai cũng có hơi thở. Thiền niệm chư thiên sẽ khó hơn, vì phải có năm đức tính của chư thiên mới niệm được. Đó là những nhân lành khiến cho chúng sinh sinh về cõi trời. Nếu bây giờ mình có năm đức tính này rồi thì mình muốn sinh về cõi thiên có khó không? Không có khó khăn ha. Muốn sinh về cõi nào, về năm sáu cái cõi trời dục giới, mình muốn sinh cõi nào cũng được. Cháu qua đây thì chọn cõi nào mà sinh, hay là muốn sinh trở lại làm người tiếp? Những ai mà đắc thiền rồi thì mình chọn được cái cõi phạm thiên sinh cũng được. Mà ai chưa đắc thiền thì mình có muốn sinh về phạm thiên được không? Ai chưa đắc thiền mà tôi chẳng muốn sinh về đâu, tôi chỉ muốn chứng niết bàn có được không?
giữ được thân người đã khó rồi. Trước khi hành thiền niệm thiên thì cần chuẩn bị những cái gì? Cần chuẩn bị cái gì không? Chuẩn bị cái gì để hành thiền niệm thiên này? Cần phải chuẩn bị phát triển đức tin. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin có nghiệp và quả của nghiệp. Trước khi hành thiền niệm tin mình hãy phát triển lại cái đức tin đi đó, cho nó tăng trưởng cái niềm tin lên. Cần có giữ giới thanh tịnh, cần phải thanh tịnh lại giới, cần phải học hỏi nghe giảng giải giáo pháp nhiều hơn, đấy là đa văn. Cần có bố thí và cần phát triển trí tuệ, văn tuệ, tư tuệ và trụ tuệ. Khi nào có đủ năm đức tính của chư thiên ở nơi mình rồi thì có thể thực hành phát thiền niệm thiên. Giờ đây ai có đủ năm đức tính rồi thì bắt đầu vào học phát thiền niệm thiên ha. Thực hành thiền niệm thiên, thế nào là thực hành thiền niệm thiên này? Đây là cái bài để thực hành thiền niệm thiên. Mình phải thực hành, mình phải học thuộc cái bài này. Tập trung tâm tưởng niệm đến những đức tính đặc biệt của chư thiên như sau. Và lúc em mình tưởng niệm có chư thiên ở cõi tứ thiên vương, có chư thiên ở cõi đa mỗ thiên, có chư thiên ở dạ ma thiên, có chư thiên ở cõi đầu suốt thiên, có chư thiên ở cõi hóa nạp thiên, có chư thiên ở cõi thân hóa tự đại thiên, có chư thiên ở cõi phạm thiên, và có chư thiên cao hơn thế nữa. Nói chung chung vậy, mình kể hết ra các cõi chư thiên thì nó nhiều lắm. Mình chỉ cần niệm như thế thôi. Đấy, thì mình phải ghi nhớ được cả các cái cõi chư thiên đấy. Ông bắt đầu với tưởng niệm tiếp, chư thiên ấy có đức tin, cho nên khi mạng chung ở chỗ này được sinh ở chỗ kia, và đức tin ấy cũng có ở nơi ta. Là cứ niệm như thế, chư thiên ấy có đức tin, cho nên khi mạng chung ở chỗ này sinh chỗ kia, và đức tin ấy cũng có ở nơi ta. Chư thiên ấy có giới hạnh, cho nên khi mạng chung ở chỗ này được sinh chỗ kia, và giới hạnh ấy cũng có ở nơi ta. Niệm từng cái một, khi mà niệm thiên thì mình niệm từng câu một. Niệm câu 1 cho đến khi đắc thiền rồi mới đầu niệm đến câu thứ 2. Đắc thiền rồi niệm câu thứ 3. À, có 5 câu thì niệm từng câu 1. Chư thiên ấy có đa văn, nên khi mạng chung ở chỗ này được sinh chỗ kia, đa văn ấy cũng có ở nơi ta. Chư thiên ấy có bố thí, nên khi mạng chung ở chỗ này được sinh chỗ kia, bố thí ấy cũng có ở nơi ta. Câu thứ 5 là chư thiên ấy có trí tuệ, nên khi mạng chung ở chỗ này được sinh chỗ kia, trí tuệ ấy cũng có ở nơi ta. Đấy là cái niệm thiên, có 5 cái đức tính của chư thiên như vậy. Mỗi lần niệm một đức tính trong 5 đức tính ấy của chư thiên, cho đến khi chứng đắc được cận hành định, đó là mức định cao nhất của phát triển niệm thiên. Cứ tưởng niệm như thế cho đến khi đắc định như thế. Và khi mình tưởng niệm như thế, mình phải hiểu được từng cái câu niệm ấy. Thế nào là chư thiên có đức tin, nên chết chỗ này sinh chỗ kia, đức tin ấy cũng có ở nơi ta. Thế là khi mình niệm cái câu thứ nhất là cái câu này, đức tin, chư thiên ấy có đức tin, nên chết chỗ này sinh ở chỗ kia, đức tin ấy cũng có ở nơi ta. Cái câu này có ý nghĩa làm sao? Ý nghĩa của cái câu thứ nhất, do có đức tin vào các bậc có giới đức cao thượng, đức Phật, đức Pháp, đức Tăng, tin có nghiệp và quả của nghiệp, nên có tâm cung kính cúng dường, sống có giới hạnh. Nhờ những phước thiện ấy, nên khi mạng chung được sinh làm chư thiên ở cõi trời, và ta là người cũng có những đức tin như vậy. Có những vị chư thiên thì người ta có niềm tin với đức Phật, đức Pháp hoặc đức Tăng gì đó, người ta có niềm tin với Tam Bảo. Người ta ví dụ khi sống người ta ở cõi người, nhưng mà người ta quy y Tam Bảo. Do quy Tam Bảo, người ta có cái tâm cung kính Phật Pháp Tăng. Khởi cái tâm cung kính đấy, người ta tạo được cái phước thiện từ cái sự hoan hỷ, từ cái sự cung kính đấy, mà người ta khi chết người ta sinh về cõi trời. Đấy, người ta có tâm cung kính. Cho nên là rất nhiều chư thiên ở cõi trời, khi người ta sinh về cõi trời rồi thì như thời Đức Phật có ngày Mục Kiền Liên, ngày có thần thông, ngày hay lên cõi trời, ngày hay hỏi các vị chư thiên: tại sao ông lại được sinh lên cõi trời? Tại sao các ngươi được sinh về đây?
Và các vị đấy hay kể những cái câu chuyện của mình là, thưa ngài là khi còn sống, con đã từng đến nảnh lễ Đức Phật với một cái tâm hoan hỷ cung kính, và nhờ cái phước thiện đấy đến lúc chết cái tâm con vẫn còn nhớ đến cái hình ảnh cung kính nảnh lễ Đức Phật đấy, nên con sinh về cõi trời này. Có cái vị chư thiên thì nói rằng là do có cái tâm cung kính các cái bảo tháp, thường hay đến các đảnh đấy, các cái bảo tháp nơi tôn thờ các xá lợi Phật, nhờ vậy mà con sinh về cõi thiên giới. Có những cái vị thì nói là cung kính các bậc tỳ kheo, những người tu hành xuất gia, thường hay đảnh lễ cung kính nhưng mà được sinh về thiên giới. Cái sự mà cái có những cái vị thiên giới, vị chư thiên người ta nói là thưa ngài, trước con là một con cóc, nhưng mà một hôm này con nghe cái tiếng giảng pháp của Đức Phật, mặc dù con chẳng hiểu gì cả nhưng con nghe cái âm thanh của Phật vi diệu hay quá. Lúc đấy có cái người chăn bò nó dẫm lên con chết. Con chết với cái tâm nó còn nghĩ đến pháp của Đức Phật mà con sinh về thiên giới. Thì có rất là nhiều những cái nguyên nhân như vậy. Thì tức là có cái, cứ có một cái đức tin là sẽ tạo ra một cái nhân sinh thiên giới rất là dễ dàng nhất. Có những người kiếp trước là một con trâu, một hôm nhìn thấy cái tăng đi phát thực ở ngoài đường con hoan hỉ quá. Vậy khi mà con chết thì con sinh về thiên giới. Có người kiếp trước con nhìn là một con cua, con nhìn thấy các vị sư đi khất thực, con hoan hỉ con sinh về thiên giới. Rất nhiều nguyên nhân, rất nhiều các chúng sinh do cái tâm hoan hỉ, cái tâm cung kính mà sinh về thiên giới. Thì vậy những cái người mà có đức tin là cái người dễ sinh thiên giới nhất. Mà khi sinh đến thiên giới thì đi đến đâu gặp thiên nữ nhiều hay thiên nam nhiều? Thiên nữ nhiều hay thiên nam nhiều? Thiên nữ bạc ngàn. Đi đâu cũng thấy thiên nữ. Có khi có vị vào một cái cung điện có tới 500 cô thiên nữ mới có một vị thiên nam. Có những cái cung điện 1000 thiên nữ có một thiên nam. Có vị cung điện có mấy nghìn thiên nữ có một thiên nam. Sao trên thiên giới nhiều người nữ thế? Tại vì ở dưới nhân gian toàn người nữ đi chùa. Người nữ đi chùa. Bây giờ những cái ngày chùa có công việc ấy, thấy những ngày chùa có lễ, thấy bên nam bên nữ thì cái số lượng bên nào cao hơn? Bên nữ đông bạt ngàn, bên nam được mấy người đâu. Cho nên là khi sinh lên thiên giới vậy, toàn thiên nữ nhiều bạt ngàn thôi. Cho nên là ở cái cõi đao nữ thiên cung ấy thì trung bình cứ một cái cung điện là có một vị thiên nam mà có 500 thiên nữ, hoặc là có 1000 thiên nữ. Như có những cái cõi này một thiên nam có tới 4000 thiên nữ. Vì người nữ người ta có cái đức tin nhiều hơn người nam, cho nên là nhưng mà người ta vẫn dính mắc với cái thân người nữ, cho nên khi sinh thiên người ta vẫn sinh làm thiên nữ. Còn cái người nam mà có đức tin thì khi có đức tin mạnh thì khi sinh lên được làm thiên nam. Mà khi lên đấy mình muốn làm thiên nam hay muốn làm thiên nữ? Muốn làm thiên nam hay thiên nữ? Muốn làm thiên nam mình phải thay đổi cái tính người nữ thành cái nam tính. Những cái người nữ nào mà giờ mình tập sống có nam tính thì sau này nếu có sinh thiên cũng sinh làm thiên nam. Tập sống nam tính là làm sao? Tập sống nam tính là không ưa thích cái đồ trang sức, không ưa thích phấn son, không ưa thích tóc dài, không ưa thích mặt đẹp, không ưa thích óng ẹo, không ưa thích cái điều đàn bà. Mà bắt đầu sống mạnh mẽ, bắt đầu phải có cái sự mạnh mẽ như đàn ông ấy, phải tập như vậy, buông bỏ những cái bản chất của người nữ ấy. Thì dần dần cái người đấy mà sinh đời sau mình sinh đi đâu cũng sinh thành người nam. Nhưng mà có những cái người nam thì lại thích những cái tính đàn bà, ví dụ như là thích trang điểm, thích để tóc dài, thích bôi son đánh phấn, thích múa hát, thích mặc đẹp. Thì những cái người đấy mà có sinh thiên thì trở thành thiên nữ, mà có sinh lại làm người cũng từ người nam lại cũng thành người nữ. Vậy thì đức tin, cái người có đức tin là cái người mà dễ dàng sinh thiên nhất. Thế nào là chư thiên có giới hạnh, nên khi mạng chung ở chỗ này được sinh chỗ kia, và giới hạnh ấy cũng có nơi ta.
giới hạnh là không làm những việc ác, siêng năng làm việc thiện. Như vậy mà khi mạng chung được sinh làm chư thiên ở cõi trời, và ta là người cũng có giới hạnh ấy. Đấy, giới thì những người nào giữ giới thì người đó có giới hạnh. Người giữ năm giới có giới hạnh, người giữ tám giới bắt quan trai giới có giới hạnh. Mà cái một người giữ năm giới với người giữ bắt quan trai giới thì cái giới nào nó mạnh hơn? Giới, muốn sinh về thiên giới mình thích giữ thì giữ cái giới nào là chắc ăn hơn? Người mà giữ bát quan trai giới thì sẽ chắc ăn hơn. Chỉ cần giữ bát quan trai giới một ngày một đêm, mình phát nguyện một ngày một đêm nay con giữ bát quan trai giới, nguyện mong sinh thiên giới có được không? Nếu mình chết ngay hôm đấy thì sinh thiên luôn. Nếu mình chết ngay hôm đấy cơ, chờ đến lúc sống thêm vài chục năm nữa, ôi, cách đây mười mấy năm mình đã giữ bát quan trai giới được ngày một đêm, chắc rồi mình sinh thiên đấy. Thì chưa chắc, vì cái nghiệp đấy nó lâu quá rồi, xong là nó bị mờ ám mất rồi. Nó không phải là cái nghiệp cận tử. Vì thế mình phải tạo được cái nghiệp cận tử. Vì bây giờ mình muốn đến cái lúc chết được sinh thiên ấy, thì đến cái sát ngày chết ấy, thì mình giữ năm giữ tám giới ấy. Còn nếu để chắc ăn nhất thì giữ từ bây giờ mà đi, từ giờ đi. Còn nếu mà không thì đến gần chết thì phải giữ. Nên để nó tạo cái gọi là cận tử nghiệp ấy. Cái nghiệp cận tử rất là mạnh. Người tại gia ít nhất là giữ năm giới thì nếu mà giữ thanh tịnh mạnh mẽ thì vẫn sinh thiên được. Mà giữ tám giới thì rất là chắc chắn. Mà sinh về cõi thiên thì sẽ cao hơn. Mình giữ cái giới trong sạch hơn, cao thượng hơn, công đức lớn hơn thì mình sinh về những cõi thiên giới cao. Không thì mình mà giữ được mấy giới bình thường thôi thì mình cũng sinh. Có thể là năm giới mình không giữ được hết ấy. Mình chỉ giữ được 3 giới, 4 giới gì đấy, hoặc là 2, 3 giới rồi. Cũng đôi khi mình cũng sinh thiên, nhưng mà mình làm chư thiên giống như là dạ xoa, đầu trâu mặt ngựa. Dạ xoa, kêu bàn trà, quỷ thần. Và nếu mà mình giữ thanh tịnh hơn thì mình sinh về cõi thiên cao thượng hơn, sắc đẹp hơn, thủ thắng hơn. Đây là giữ giới, cũng là một cái nhân để sinh thiên. Thì các vị được sinh về cõi thiên là nhờ giữ giới. Bây giờ mình giữ giới, mình muốn sinh thiên là mình được, cũng được. Chư thiên ấy có đa văn, nên khi mạng chung ở chỗ này được sinh chỗ kia, đa văn ấy cũng có ở nơi ta. Đa văn là hay nghe giáo pháp, nghe giảng dạy những cái điều này, những cái điều chân chánh. Thì các cái vị mà hay đi chùa nghe pháp thì những vị sẽ có được cái hạnh đa văn này. Và có cái hạnh đa văn này thì sinh thiên cũng nhiều. Đôi khi đến lúc mình chết, đến lúc cận tử nghiệp, mình chỉ cần nghĩ lại cái bài pháp mình đã nghe là cũng đủ để sinh về thiên giới. Cái công đức của cái nghe pháp được sinh thiên giới đây là đa văn. Đa văn nghe pháp nên có chánh kiến, phân biệt thiện ác chánh tà, nhờ thế mà sống đúng với chánh đạo, không sống tà đạo. Khi mạng chung được sinh làm thiên giới cõi trời, ta là người cũng thường xuyên nghe pháp, ta cũng có chánh kiến, biết phân biệt thiện ác chánh tà, cho nên ta muốn sinh thiên giới thì cũng không có khó khăn. Chư thiên ấy bố thí, nên khi mạng chung thì sinh chỗ này, chết chỗ này sinh chỗ kia, bố thí ấy cũng có nơi ta. Thì những người, những cái hàng vị chư thiên mà bố thí, những người bố thí mà sinh về cõi thiên rất là nhiều. Có những người, người ta chẳng có theo tôn giáo nào, nhưng người ta hay bố thí, người ta vẫn tạo được cái phước sinh thiên giới. Nhờ phước thiện bố thí ở kiếp trước nên khi mạng chung được sinh làm chư thiên ở cõi trời, và ta là người cũng thường hay làm những việc bố thí như vậy. Bố thí đến cái mức độ nào thì mới được sinh thiên? Bố thí đến cái mức độ có cần tính ra giá trị không? Bố thí 1 triệu hay 10 triệu hay 100 triệu thì được sinh thiên, có cái giá trị đấy không? Có cần phải đến cái mức, có cần mức độ nào không? Liệu bố thí hàng ngày mình ăn thừa mấy hạt cơm, mình bố thí cho mấy con cá thì ao nó ăn, mình có sinh thiên đó không? Có đủ phước để sinh thiên không? Hay là thỉnh thoảng mình gặp những người nghèo đói, mình bố thí cho người ta 500, 1.000, 2-3.000 thì có đủ phước sinh thiên không? Vậy bố thí mức nào thì được sinh thiên? Bố thí đến cái mức nào mà cái tâm mình nó hoan hỉ với cái việc bố thí đấy, nó hoan hỉ, mình bố thí xong mà mình thấy nó hoan hỉ, mà thấy nó không có tiếc, thì lúc đấy là
cái tâm nó thanh tịnh, nó hết được cái hẹp hòi, nó hết được cái bòn sẻn than tham, cái dính mắc. Ví dụ như bây giờ mình tham ái với cái gì thì mình bố thí cái đấy, là mình không thấy tiếc. Thì ví dụ bây giờ mình có cái xe đẹp, mình cho được cái xe đấy đi là mình, đấy là mình có cái hoan hỷ với cái buổi bố thí rồi. Có bộ quần áo đẹp là mình cho đi, mặc bộ quần áo xấu nó cho nó đỡ tham ái. Mình hay dính mắc cái gì thì mình cho cái đấy. Còn mình còn có cái tâm gọi là cái tâm bòn sẻn, còn có cái tâm bòn sẻn, và cái tâm bòn sẻn càng mạnh thì đến lúc chết mình khó mà sinh về cõi thiên giới được, mà nó dễ đi rơi tụt xuống cái cõi ngã quỷ. Cái việc bố thí đây không phải là cái tài sản đấy nó lớn hay nhiều, mà nó do cái tâm hào phóng, cái tâm mà cái tâm mà mình bố thí mà mạnh mẽ, mà mình bố thí mà một cách mà không liên tiếp. Ví dụ mình dùng cái gì mình bố thí được cái đấy, cái gì mình dùng để cho mình cho được người khác, bố thí được như vậy thì mình có thể sinh thiên được. Còn bảo ơn mấy cái đồ này mình dùng thừa thãi rồi, mình không dùng đến mình cho được rồi, bỏ sót ra cũng vậy. Thì cái tâm đấy không phải là, cái tâm đấy chưa chắc sinh thiên được. Cái tâm bố thí là để mình diệt trừ được cái tâm bòn sẻn, cái tâm nó dính mắc, cái tâm nó tham ái với những cái mà mình đang có. Thì mà mình không còn cái tâm mà nó bị ràng buộc dính mắc vào những cái tài sản vật chất bên ngoài nữa, thì lúc đấy mình cũng đủ cái phước để sinh thiên giới. Đến lúc ấy mình nhàm chán, mình coi thường được những cái tâm, mình biết có coi thường được những cái ở dưới cái cõi người này, những cái vật chất tầm thường ở cõi người này, thì mình mới có thể đạt được cái sự cao thượng hơn. Chứ mình còn quý trọng, tức là ở cõi người này còn rất nhiều cái mình quý trọng. Tôi còn rất là ưa thích tài sản, ưa thích danh tiếng, ưa thích quyền lực, ưa thích những cái dục sắc thanh hương vị xúc ở cái cõi người này, thì cái người đấy mình không sinh thiên được, vì tâm mình còn bị dính mắc nhiều mà. Còn cái người mình nghĩ là tất cả những cái thứ ở trên thế, ở cái cõi người này nó là bình thường, phù du giả tạm, mình không có nặng lòng dính mắc với nó nhiều, cho nên là mình bố thí mọi thứ mình không cảm thấy luyến tiếc, thì cái mình có thể sinh thiên giới được. Chư thiên đấy có trí tuệ nên khi mặc chung ở chỗ này sinh chỗ kia, trí tuệ ấy cũng có ở nơi ta. Trí tuệ gồm cả văn tuệ, nghe pháp, tư tuệ, tư duy về pháp, tu tuệ, thực hành thiền tuệ. Tuệ chi được danh sắc tuệ, quan sát nhân duyên, tuệ chi sự vô thường khổ không ngã. Thực hành thiền tuệ phát triển được các tuệ quán, nếu chưa đoạn được phiền não thì khi mặc chung sinh về thiên giới. Những trí tuệ ấy cũng có ở nơi ta. Những trí tuệ đấy có thể là do mình lắng nghe giáo pháp, tư duy về giáo pháp hoặc tu tập về các cái pháp thiền tuệ, thì đó cũng là những cái nhân để sinh về thiên giới. Mình cái người mà có trí tuệ rồi thì tất cả cái cuộc sống hàng ngày mình luôn luôn quán chiếu về pháp, mình nhìn đâu mình cũng thấy pháp, nhìn đâu mình cũng thấy pháp. Ví dụ như là mình khởi lên một cái tâm gì đó, một cái niềm vui, cái trong cái tâm trạng có lúc nó vui có lúc nó buồn, mình cũng quán cái tính chất nhân quả của nó, cái tính nghiệp và quả của nghiệp của nó. Mình thấy một cái người khác an vui khổ đau, mình cũng quán được cái tính chất nhân quả về nghiệp và quả của nghiệp. Thì mình quán chiếu vạn vật bằng cái con mắt mình nhìn thấy cái hình sắc gì, thì mình cũng quán được cái sự thật sinh diệt của nó. Mình biết rằng tất cả những cái gì có hình tướng thì cũng đều là vô thường, là vô ngã, là giả tạm. Mình tất cả những cái gì nó thuộc về âm thanh, mình cũng thấy được cái tính chất sinh diệt vô thường của nó. Mùi, hương, vị, xúc, tất cả các cái pháp đấy mình đều thấy được cái tính chất giả tạm vô thường, thì là cái người đấy là cái người có trí tuệ. Có cái trí tuệ như vậy cho nên là cái tâm nó không bị dao động bởi những cái cảnh trần ở bên ngoài. Tâm không động, không sầu, không có tham sân si, nó ít khởi lên, cho nên là cái người đấy cũng tạo được nhiều cái thiện nghiệp, và đấy là những cái nhân để sinh về thiên giới. Đấy là năm cái đức tính của chư thiên.
tưởng niệm đến Nam Bông Tinh Chư Thiên để sinh về cõi thiên giới. Nếu chỉ có một trong năm đức tính đó thì mình có sinh thiên giới được. Nếu mà bây giờ mình chỉ có một đức tính thôi, mình chỉ có đức tin thôi, hoặc là có người chỉ có giữ giới thôi, có người thì chỉ có bố thí thôi, có người thì chỉ có đa văn thôi, có người thì chỉ có trí tuệ thôi. Có người mà mình chỉ có một cái đức tin, một cái đức tính đấy thì có đủ sinh thiên không? Tôi không đủ năm đức tính mà tôi được một cái thôi. Thì bây giờ mình phải hỏi các vị chư thiên thì biết được chưa? Các vị chư thiên biết thì mình sinh ra làm người. Mình còn chả biết là mình có đức tính gì mà sinh làm người mà. Có được sinh về cõi thiên giới nếu đức hạnh và thiện nghiệp nhiều, sinh làm chư thiên ở cõi cao. Nếu đức hạnh và thiện nghiệp ít thì cũng sinh làm chư thiên ở cõi thấp. Nếu mình mà có cả năm đức tính thì sao? Thì chắc là mình sinh về cái cõi rất là cao, cao lắm. Còn nhưng mà mình chỉ có được một đức tính thôi thì mình cũng thế nào cũng được sinh về một cõi thiên, nhưng mà thiên thấp thấp thôi. Cái đức tính mà càng ít thì mình càng sinh ở cái cõi thiên thấp. Có thể mình sinh làm chư thiên mà sống ngay trên mặt đất này. Có khi mình lại làm một cái ông thổ công nào đấy, sống ở cái nhà nào đấy thì người ta tuôn thờ một tháng người ta cho mình ăn xôi chè 2 lần là cũng đủ rồi. Thế nên ngồi sau nải chuối thỉnh thoảng ngày Tết tư người cuối cũng được ăn đủ thứ đỗ chạp mà người ta cũng cúng bái cho ăn. Thế thì nhà nào mà chả thờ ông thổ công, thì các vị chư thiên, thần đất, thần cây, thần sông, thần núi ấy. Thì những cái vị đấy là có do những cái vị đấy thì cái công đức có lớn không? Công đức là thấp nhất trong các hàng chư thiên phải không? Nhưng mà hàng ngày mình cúng bái mình hay cúng ai? Thì mình hay cúng các cái vị mà các vị chư thiên mà sống gần mình nhất này. Sống gần mình nhất. Thì hay mình cũng hay cầu cúng đấy, các vị chư thiên đấy. Vậy cho nên là đôi khi mình cúng mình cầu cũng có cái được mà có cái không được ấy. Vì cũng có vị cũng còn đang đói nghèo mà. Phước ít ấy, thì các vị còn no cho mình còn chưa xong ấy. Làm sao mà ban được cho mình. Cho nên là Đức Phật mới dạy là cả tôn thờ cung kính Đức Phật vì cái công đức của Đức Phật là lớn nhất. Lớn nhất, không có chư thiên thiên thần nào lớn bằng. Nên là một cái người trong một cái tâm mà mình cung kính đảnh lễ đến Đức Phật với một cái tâm mình cung kính đảnh lễ đến chư thiên thì cái tâm nào cao thượng hơn? Tâm đảnh lễ chư Phật sẽ cao thượng hơn, mà cái phước cái công đức cái phước nó sẽ sinh ra, nó sẽ sinh ra cái phước. Như mình lễ Phật một cái nó sinh ra một cái phước rất lớn, nhưng mà mình lễ một vị chư thiên thì cái phước có bằng không? Không bằng được. Cũng vậy, bây giờ mình dâng cúng cũng là một cái bông hoa, mình dâng cúng lên Đức Phật, mình dâng cúng với chư thiên thì cái phước nào lớn hơn? Cái phước mà dâng cúng Phật sẽ lớn hơn. Mình đảnh lễ Phật cái công đức lớn hơn, dâng cúng Phật thì công đức lớn hơn. Nhờ cái công đức đấy là mình dâng cúng đấy cũng là bố thí, cũng là bố thí. Cũng là bố thí, nhưng mà do mình bố thí cho Đức Phật cho nên là cái công đức nó lớn. Còn mình dâng cúng các vị chư thiên cũng là bố thí, nhưng mà dâng cúng chư thiên thì đức hạnh của các vị chư thiên không bằng, cho nên là cái công đức đấy nó sẽ nhỏ hơn. Cho nên là người nào mà được tôn thờ Phật rồi, mình chỉ cần cung kính tôn thờ Phật là cũng đủ, chứ không cần tôn kính, không cần tôn thờ chư thiên vẫn được, vì cái công đức thờ Phật rất là lớn. Bây giờ mình muốn tăng trưởng đức tin, muốn tăng trưởng năm cái đức tính của chư thiên ấy thì phải làm sao? Bây giờ mình thấy là cái đức tin của mình nó cũng có nhưng nó chưa mạnh, bây giờ muốn cho đức tin nó mạnh thì làm sao? Tăng trưởng lên. Muốn có đức tin nó mạnh thì cái mình phải niệm Phật nhiều. Tinh tấn niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thường thân cận các bậc chân nhân, đặt câu hỏi lắng nghe diệu pháp với tâm hoan hỷ cung kính như lý đáng ý về các sự thật,
để cho niềm tin của mình nó tăng trưởng lên. Thường xuyên tưởng niệm đến Đức Phật thì cái niềm tin của mình với Đức Phật nó sẽ mạnh lên. Tưởng niệm đến giáo pháp thì cái niềm tin về giáo pháp, mà giáo pháp thì dạy tất cả những cái sự thật ở trong đấy rồi đấy, thì cái niềm tin này nó sẽ mạnh lên. Hoặc là mình nghe giáo pháp để mình hiểu ra sự thật này, mình tăng trưởng cái niềm tin. Có những người, người ta chỉ cần có niềm tin mà người ta không cần hiểu. Có những cái người thì cần hiểu rồi mới có niềm tin. Có những người thì chỉ cần nghe nói đến Phật thì người ta tin rồi, chưa cần biết là Phật như thế nào, năng lực của Phật ra sao. Nghe đến Phật Pháp Tăng người ta cũng đã tin rồi. Cái niềm tin đấy có công đức không? Có. Còn có những người thì quan hệ tin, bắt đầu người ta phải nghe giải thích đấy. Nghe giải thích thì cái người đấy cũng khi mà người ta chấp nhận được thì người ta mới tin. Vậy vì vậy cho nên là có những người siêng năng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là người ta tăng trưởng được niềm tin. Nhưng mà cũng có những người người ta phải nghe Pháp, phải học hỏi, người ta phải gặn, người ta phải giải tỏa được hết những cái hoài nghi thì người ta mới tin. Thì những cái người này có những người nó thuộc về căn tính đức tin, có người thuộc về cái tánh tuệ. Cái người có cái tánh tuệ thì người ta phải lắng nghe, phải giải tỏa được hết cái nghi ngờ thì người ta mới có niềm tin. Thì người đấy phải chịu khó nghe Pháp nhiều và như lý tác ý về các sự thật để tăng trưởng các niềm tin. Làm thế nào để tăng trưởng giữ giới? Cái sự giữ giới thường thường là mình giữ giới với cái tâm nó có mạnh mẽ quyết liệt không? Mình có dám là ta thà mất hết tài sản chứ không phạm giới? Hay là có người nào dám nghĩ là ta thà bây giờ mà có bị tổn hại đến thân thể thì không phạm giới không? Có người nào dám nghĩ là ta thà mất mạng chứ không phạm giới không? Hay là bảo thôi giữ giới mà không mất gì thì ta sẽ giữ, mà mất gì thì thôi. Thế thì giữ giới nó như thế. Thế bây giờ để tăng trưởng cái sự giữ giới, làm sao mình giữ giới với một cái tâm mà thà rằng mình mất tài sản chứ không có phạm giới, thà rằng mình có tổn hại thân tâm chứ không phạm giới, thì mình phải khởi lên một cái tâm tàm quý mạnh. Xấu hổ tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, cái là tàm và quý, thì sẽ cố gắng giữ giới cho được thanh tịnh. Cảm thấy xấu hổ những điều tội lỗi, ghê sợ những điều tội lỗi. Mình thấy ghê sợ mỗi khi mình phạm một cái lỗi lầm gì đấy, cảm thấy ghê sợ. Mình cảm thấy tội lỗi này để sẽ khiến mình đọa vào những cõi khổ. Ví dụ như mình hay tác ý về địa ngục, mình cảm thấy ghê sợ. Tác ý về các cõi ngã quỷ súc sinh, cảm thấy ghê sợ. Mỗi khi làm những cái điều gì đó mà không, ví dụ như mình sát sinh một con vật gì đó, mình cảm thấy ghê sợ. Mình biết là biết đâu mai mốt mình cũng đọa vào súc sinh, đọa vào địa ngục nhờ do cái hành động tội lỗi này. Do cái sự ghê sợ đấy mình sẽ không dám phạm giới nữa. Thế nào để tăng trưởng cái sự bố thí? Bây giờ mình có hai bố thí không? Có hai bố thí không? Tích cực bố thí không? Siêng năng bố thí không? Tận tâm bố thí không? Nhiệt tình bố thí không? Muốn nhiệt tình bố thí thì thực hành thiền niệm thí. Là mình phải hành thiền niệm thí nhiều á. Thật may mắn, thật hạnh phúc cho ta, cuộc đời này đầy ô nhiễm mà ta sống với tâm không bị ô nhiễm. Ta bố thí một cách rộng rãi với bàn tay rộng mở. Còn thích thú trong sự từ bỏ, mong có người đến xin. Ngày nào cũng mong theo có người đến xin để ta cho này, mong theo có người đến xin cho kia. Thì thực hành thiền niệm thí nhiều thì mình sẽ thích bố thí hơn. Tác ý đến nghiệp và quả của nghiệp mình sẽ thích bố thí hơn. Nếu mình tác ý đến chư thiên, nhờ bố thí mà được sinh thiên. Tác ý đến những người người ta giàu sang nhiều tài sản để bố thí, cho nên bây giờ người ta được giàu sang nhiều tài sản. Tác ý đến những người được giải thoát giác ngộ, tạo được nhiều thiện nghiệp bố thí, các cái ba la mật bố thí nhiều. Tác ý đến những cái nghiệp như vậy cũng sẽ, mình sẽ tăng trưởng cái tâm bố thí. Làm thế nào được tăng trưởng được đa văn, nghe nhiều học rộng? Bây giờ mà mình học thuộc mấy cái bài kinh Pali có chịu học không?
Có nhiệt tình không? Đã ai thọc thuộc hết mấy bài tụng qua buổi sáng buổi chiều chưa? Làm thế nào để mình có cái tâm tích cực học à? Học mà không biết chán. Thực hành thiền niệm pháp nhiều. Ai mà niệm pháp nhiều thì người đấy sẽ ưa học cả pháp. Cái niệm pháp nhiều ấy, Sokhato Bhagavata Thammo, pháp được Đức Thế Tôn theo thuyết giảng thiết thực hiện tại, không có thời gian đến việc mà thấy, có khả năng hướng thương được người trí giác hiểu. Thực cái người thực hành thiền niệm pháp nhiều thì người đấy sẽ yêu thích giáo pháp, ưa thích pháp, ham học tập giáo pháp, hoặc là những người thân cận các cái bậc đa văn, thân cận những người học rộng thì mình cũng sẽ khởi lên cái tâm ưa thích học pháp và nghe pháp đúng thời. Đúng thời nghe giáo pháp, nghe pháp như đói được ăn, như khát được uống, thì cái người đấy sẽ tăng trưởng cái tâm đa văn, là những cái nhân để tăng trưởng cái sự đa văn. Làm thế nào để tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng cái hạnh trí tuệ? Bây giờ là mình là cái tâm của mình nó có hay quán chiếu được những cái pháp chân thật không? Thế làm sao để mình biết là mình là người có trí tuệ hay chưa? Đã có trí tuệ chưa? Sao biết đâu? Trí tuệ ở đây là trí tuệ mà hiểu đúng cái chân lý, hiểu đúng cái sự thật. Hiểu đúng sự thật đấy thì đấy là người có trí tuệ. Ví dụ cái người nào mình ít khởi lên tâm tham, tại sao mình nhìn thấy ngoại cảnh mình cứ dửng dưng? Ít khởi lên tâm sân, tại sao người ta trêu chọc mình chẳng bao giờ mình tức? Ít có cái tâm si, ít có cái tâm si, tức là ít khi mình hoài nghi cái gì đó, mình phán đoán cái gì là đúng đấy. Mình có cái trí tuệ, mình đã suy xét cái gì nó đúng cái đó, không có, cho nên là không có rơi vào cái trạng thái hoài nghi do dụ lưỡng nữ phân vân. Thế thì cái người được có cái quyết đoán thì đấy là cái người không si, không tham sân không si, mà thấy mình vô tham vô sân vô si. Thì cái người đấy là có trí tuệ do mình nhìn thấu đáo được mọi thứ, nhìn thấy đúng được bản chất, thấy đúng sự thật. Thì đấy là người có trí tuệ. Vậy thì làm sao để trở thành người có trí tuệ như vậy, để cho cái trí tuệ đấy nó tăng trưởng? Đó là phải thân cận người trí, lắng nghe niệm pháp, vấn đáp ý nghĩa sâu xa, thực hành thiền tuệ. Đó là những nhân để tăng trưởng trí tuệ. Mục đích mà mình hành để mình tưởng niệm những đức tính của chư thiên có ở nơi ta như vậy để làm gì? Mục đích mà mình tưởng niệm chư thiên cũng có đức tin, ta cũng có đức tin chư thiên, và có giữ giới, ta cũng giữ giới chư thiên, đa văn, ta cũng đa văn chư thiên, bố thí, ta cũng bố thí chư thiên, có trí tuệ, ta cũng có trí tuệ. Đấy là thiền niệm thiên. Vậy thì tưởng niệm chư thiên như vậy để làm gì? Mục đích như thế để làm gì? Mục đích mình thực hành như vậy để cho tâm được tịnh, để cho tâm nó được an tịnh, phát triển được định cận hành, có cảm hứng từ chư thiên. Nếu chư thiên đấy làm cảm hứng để cho mình, cho cái tâm của mình nó được thanh tịnh, nó được định tĩnh, phát triển được cái tâm thanh tịnh, cũng là để làm thanh tịnh tâm. Thì cái phương pháp thiền nào cũng là để làm thanh tịnh tâm. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên đều là để làm cho tâm nó được thanh tịnh, vượt khỏi tham sân si, đè nén chế ngự được các tham sân si. Hành thiền niệm thiên thì được lợi ích gì? Lợi ích của pháp thiền niệm thiên, thiền niệm thiên thì tăng trưởng niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Thế là khi mà cái người hành thiền niệm thiên thì mình sẽ tăng trưởng cái niềm tin, mình tin là thì ra là có cái cõi chư thiên giới và có những cái nhân để sinh về thiên giới. Mình hiểu được con đường sinh thiên giới là như vậy thì thấy được rằng là thì ra ở trên thế gian này cái gì nó cũng có con đường, cái gì nó cũng có cái nhân duyên, cái gì nó cũng có cái sự tạo tác, có cái gì nó cũng có cái sự gieo trồng. Bây giờ mình trồng cái gì thì mình sẽ được cái quả đấy,
trong cái đức tin thì mình được hưởng cái niềm cái phước lạc ở cõi thiên giới. Người nào mà tặng cái thiện pháp như là có đức tin, có sự mà giữ giới, có đa văn, có bố thí, có trí tuệ thì được hưởng phước báo ở cõi thiên giới. Thì mình tin vào những cái hành động tạo nghiệp như vậy, tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Và những người thường niệm đến chư thiên thì thường được chư thiên hộ trì, thường được chư thiên hộ trì, tâm trạng cảm nhận được sự hạnh phúc và an lạc. Có những cái người ta tại sao người ta được chư thiên hộ trì trong cuộc sống, có rất nhiều người có được chư thiên hộ trì, người ta làm cái gì nó cũng rất là dễ dàng. Có những vị chư thiên người ta có cái năng lực, có cái thần lực lớn, người ta có những cái công đức lớn, người ta vẫn có thể hộ trì cho những cái người ở nhân gian được. Nhưng mà những cái người nào mà có duyên sâu sắc với chư thiên thì cũng dễ dàng có cái sự tác động, có cái sự hộ trì của chư thiên, được chư thiên hộ trì. Tâm trạng cảm nhận được sự hạnh phúc và an lạc. Đến khi mãn chung thì nếu mà chưa hết phiền não thì cũng được dễ dàng sinh vào một cái cõi thiên giới. Một người tưởng niệm đến chư thiên sẽ có những lợi ích như vậy. Đa số các cái tôn giáo khác thì người ta cái sự tu tập của họ là chỉ đạt đến cái mục đích cao nhất là để được sinh về cõi thiên giới, cho nên người ta hay gọi nó gọi là cầu nguyện được sinh về cõi thiên đàng. Hầu hết các tôn giáo khác người ta chỉ lấy cái cõi thiên giới này là cứu cánh, cõi thiên giới này là mục đích, cõi cái thiên giới này là một cái sự tối thượng rồi. Đấy, các cái tôn giáo cho nên là gọi là các tôn giáo ấy, gọi là thần quyền. Người ta nói là các vị thiên thần có quyền năng tối thượng vô hạn, nhưng Đức Phật thì không nói như vậy. Các thiên giới cũng là một chúng sinh bình thường, chẳng qua là chỉ được hưởng cái phước mạnh hơn, cái phước lớn hơn cõi nhân gian. Nhưng mà Đức Phật không có khuyến khích là hãy sinh về thiên giới. Mà Đức Phật thì có diễn tả những cõi thiên giới là có tạo nghiệp, nhưng mà Đức Phật thì khuyến khích là tu tập để hướng đến sự niết bàn, giải thoát sinh tử. Chứ mình không có tâm tham ái đối với cái dục lạc cõi chư thiên, không nên khởi cái tâm là ưa thích các cảnh giới chư thiên, không nên có khởi cái tâm là phát nguyện là tạo những cái công đức để được sinh về cõi trời, mà lúc nào cũng khởi cái tâm là tất cả những cái thiện nghiệp mà mình đã tạo hồi để cầu mong chứng đắc niết bàn trong ngày vị na. Chỉ cầu mong chứng đắc niết bàn thì trên cái con đường đi đến niết bàn đấy, nó sinh về cõi nào cũng được, muốn sinh về cõi nào cũng được, sinh trở lại làm người cũng được, sinh trở lại làm sinh làm chư thiên cũng được, sinh làm phạm thiên cũng được. Nhưng mà cái người mà có cái nguyện chứng đắc niết bàn thì sinh cõi nào cũng không bị ái nhiễm với cõi đấy. Ví dụ mình sinh vào cõi người, mình không bị ái nhiễm với cõi người, không bị tham đắm với những cái danh lợi, những cái tài sắc, những cái vật chất ở thế gian của thuộc về cõi người, những cái tài sản thuộc cõi người mình coi thường, coi nhẹ, mình có cái tâm sản ly đối với những cái vật chất ở cõi người. Nếu như mai mốt mình có được sinh thiên giới, mình cũng không ái nhiễm với này những cái dục lạc ở thiên giới, mình coi những cái lâu đài cung điện, những cái dục cái vui thú ở cõi thiên giới đấy là tầm thường, mình có thể xả ly buông bỏ bất cứ lúc nào. Có sinh về phạm thiên giới mình cũng không bị ái nhiễm bởi những cái đời sống, cái nạc thú ở cõi phạm thiên giới, thì cái người đấy là cái người đi thẳng đến niết bàn. Còn cái sinh về cõi nào cũng không sao hết, sinh về cõi người mình cũng có thể tu tập giới định tuệ và chứng đắc được niết bàn, sinh về cõi thiên giới cũng có thể tu tập được giới định tuệ chứng đắc niết bàn, sinh về cõi phạm thiên cũng tu tập được giới định tuệ để chứng đắc niết bàn. Vì vậy cho nên là lúc nào cũng chỉ hướng đến mục tiêu chứng đắc niết bàn, cho nên là làm cái gì cũng có cái phát nguyện là idami punyam nibbana sa vacchayo tu, cầu nguyện cái phước mong thiện này mong cho con chứng ngộ niết bàn trong ngày vị na. Thì đấy là cái nguyện đấy là quan trọng nhất, còn sinh về cõi nào cũng được, trời hay cõi người cõi nào cũng được hết, nhưng mà cái mục tiêu đi đến là niết bàn. Hết cái bài thiện niệm chư thiên nữa.